Xin chào các bạn, hôm nay giày nam.com xin giới thiệu đến các bạn hai mẫu sản phẩm mang mã số BD2408. Sản phẩm gồm hai màu, đầu tiên là màu đen, màu thứ hai là màu xanh lõm chuối. Các bạn có thể nhìn các bạn chưa, tổng quan về sản phẩm trên tay mình. Sản phẩm được thiết kế theo dáng buộc dây kết hợp với dáng giày mọi, đế kép cao su, các bạn có thể nhìn thấy. Toàn bộ phần trên của sản phẩm đều được làm bằng da bò 100%. Phần đế được thiết kế là đế kép ạ. Có độ ma sát cao. Lót bên trong của sản phẩm được làm từ bằng da bụng bò cotton, các bạn có thể nhìn thấy. Có độ thấm hút mồ hôi cao ạ. Tiếp theo là màu xanh lõm chuối. Tại giày nam.com các bạn sẽ được bảo hành 6 tháng về bề mặt da, phần keo, phần đế và đường chỉ khâu. Sản phẩm đang bán với mức giá tại shop giày nam.com là 550.000. Để đặt hàng các bạn có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ đến số hotline của chúng tôi 0915938226. Truy cập website giày nam.com để biết thêm thông tin cũng như là chính sách bảo hành hỗ trợ của bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của giày nam.com.